Ginkgo biloba hay còn gọi là cao bạch quả có tác dụng chống oxy hóa và chống viêm, giúp tăng cường tuần hoàn máu và cải thiện chức năng não. Nó được sử dụng để hỗ trợ điều trị các vấn đề như thiếu máu não, rối loạn trí nhớ, đau đầu, chóng mặt, rối loạn giấc ngủ và các vấn đề khác liên quan đến tuần hoàn máu. Tuy nhiên, hầu hết các nghiên cứu hiện tại phản ánh công dụng này chỉ đối với chiết xuất bạch quả tinh khiết và ở những bộ phận khác của bạch quả, ví dụ như là hạt thì có độc và không ăn được. Đối với người lớn, tác dụng phụ do việc sử dụng bạch quả xảy ra là tương đối thấp, nhưng cũng có những trường hợp bạch quả gây ra những tác hại nghiêm trọng. Các tác dụng phụ có thể xảy ra bao gồm đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, tiêu chảy, phát ban, dị ứng. Trên thị trường hiện nay có khá nhiều chế phẩm bổ sung có chứa ginkgo biloba, nhưng làm cách nào để tối ưu tác dụng cũng như hạn chế tối thiểu độc tính của loại dược liệu này? Nhà thuốc Wellcare xin giới thiệu đến bạn sản phẩm Nano Ginkgo Biloba OIC New. Với thành phần là Ginkgo Biloba chất xuất từ bạch quả cùng với các phụ liệu được nhập khẩu từ châu Âu, đem đến công dụng tăng cường tuần hoàn máu não, hỗ trợ giảm các biểu hiện do thiểu năng tuần hoàn não, giảm các di chứng sau tan biến mạch máu não do tắc mạch. Sản phẩm này mang công nghệ điều chế vi nhũ tương nano, được cấp bằng sáng chế duy nhất độc quyền tại Việt Nam, giúp tạo ra các hạt dược liệu có kích thước siêu nhỏ từ 20 tới 50 nanomet, dễ dàng thâm nhập vào máu và tế bào để tối ưu sinh khả dụng. Do đó, đem lại hiệu quả cao, nhanh chóng, lâu dài và độ an toàn cao. Nano Ginkgo Biloba của OIC New hiện đang được phân phối chính hãng bởi nhà thuốc Wellcare. Chúng tôi cam kết mang lại những sản phẩm chất lượng để chăm sóc sức khỏe của người Việt trên mọi miền Tổ quốc.